Chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo cách dạy bài ôn tập văn học dân gian theo hướng hái hoa dân chủ. Đây là một hướng học rất hay và làm cho tiết học của chúng ta trở nên vô cùng đơn giản. Ở đây, hái hoa dân chủ có nghĩa là các em được lên bốc những tờ phiếu, trong đó thì có ghi đáp án hoặc câu hỏi và các em sẽ trả lời dựa trên câu hỏi được đặt ra. Để làm điều đấy thì giáo viên đầu tiên phải chuẩn bị. Giáo viên sẽ chuẩn bị một bảng ôn tập văn học dân gian, đồng thời chuẩn bị thêm các phiếu ghi kiến thức nữa. Tôi minh họa bảng bằng thứ quốc như sau. Đây chính là bảng ôn tập văn học dân gian. Ở đó thì nó có các tiêu mục như là tác phẩm này, thể loại, cách lưu truyền, mục đích sáng tác, nội dung phản ánh, nhân vật chính, đặc điểm nghệ thuật. Và cùng như đấy thì chúng ta sẽ liệt kê các tác phẩm cần phải chỉ ra các thể loại, cách lưu truyền, mục đích, nội dung, nhân vật, đặc điểm là các tác phẩm Đăm Xoăn, Chuyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy, Tấm Cám, Những Chuyện Cười, Ca Dao và Chuyện Thơ, Tiễn Giận Người Yêu. Tuy nhiên thì khi mà các thầy cô ghi bảng ôn tập này lên bảng thì các thầy cô sẽ bỏ trống như ô kiến thức, ví dụ ô kiến thức Sử Thi Anh Hùng, Hát Kể, Phản Ánh Cuộc Sống và Ước Mơ Phát Triển Cộng Đồng của Người Dân Tây Nguyên, vân vân. Đấy, tất cả những cái ô trong này thì các thầy cô sẽ ghi ra phiếu để cho học sinh lên bốc thăm. Như vậy thì các thầy cô đã mường tượng ra việc mình phải chuẩn bị những gì rồi. Sau khi mà chuẩn bị xong thì thầy cô sẽ đến bước 2 là bước tiến hành. Cụ thể trong bước tiến hành này, các thầy cô sẽ ghi bảng ôn tập lên bảng để chống phần kiến thức. Còn học sinh thì sẽ được thảo luận trong vòng 3 phút để điền kiến thức. Sau khi mà học sinh thảo luận xong, đại diện các tổ sẽ lần lượt lên bốc thăm phiếu ghi kiến thức và điền vào trụ trống. Nếu mà những ô trong bảng thì tương ứng chúng ta sẽ có khoảng 40 kiến thức. Và như thế thì đương nhiên là học sinh trong lớp sẽ phải lên hết. Nhưng mà học sinh sẽ lên theo tổ và khi chấm điểm thì chúng ta sẽ chấm điểm theo là tổ nào có những đại diện điền đúng nhất. Từ đấy thì giáo viên đánh giá kết quả xem là các đại diện đã điền đúng chưa và tuyên dương tổ mà có nhiều thành viên điền đúng nhất. Tôi hy vọng là bằng cái hình thức dạy học này thì các thầy cô sẽ có một tiết văn thú vị và nhẹ nhàng. Xin chào và cảm ơn tất cả các thầy cô.